Tiếp nối thành công của hành trình chắp cánh ước mơ trong nhiều năm qua, từ mùng 2 đến ngày 17 tháng 3 năm 2019, Bệnh viện Hồng Ngọc cùng với đoàn chuyên gia và bác sĩ phẫu thuật của tổ chức RISE Mỹ sẽ tiếp tục đem đến cơ hội thay diện mạo, đổi cuộc đời cho trẻ em nghèo dị tật Việt Nam. Theo kế hoạch, chương trình phẫu thuật dị tật từ thiện lần này, các bác sĩ sẽ tiến hành thăm khám và phẫu thuật cho khoảng 90 bệnh nhân dị tật bẩm sinh ở vùng tai, đầu hay vùng bụng ngực. Sau phẫu thuật, Bệnh viện Hồng Ngọc sẽ tiếp tục chăm sóc hồi sức cho bệnh nhân tùy theo từng ca bệnh, từ 1 đến 2 tháng. Chương trình phẫu thuật dị tật từ thiện chắp cánh ước mơ do Bệnh viện Hồng Ngọc đã tổ chức hàng năm là hoạt động vì cộng đồng, mang lại niềm vui và hy vọng cho trẻ em nghèo dị tật tại Việt Nam. Và 6 năm qua, chương trình chắp cánh ước mơ do Bệnh viện Hồng Ngọc phối hợp với tổ chức RISE của Mỹ đã phẫu thuật thành công cho 128 trường hợp bị dị tật có hoàn cảnh khó khăn.